bạn đến sân vận động Senegal City theo dõi trận đấu trong khổ giải bóng đá danh nhân online Serie B 2015 vòng đấu thứ 10 giữa hai đội bóng FP và Việt Úc châu Á. Đội Việt Úc châu Á ra sân trong trang phục áo xanh quần xanh tất trắng. Đội FP ra sân trong trang phục áo trắng quần xanh tất trắng. Đội trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Nguyễn Hiền Phúc, trọng tài thứ hai Huỳnh Xuân Bá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ quá chơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hey, 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 hey
lên chạy lên. Đúng rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa? Đó, đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.